Kính thưa toàn thể quý vị, như đã hẹn từ chương trình trước, nhưng do tình hình dịch bệnh COVID diễn biến rất phức tạp nên chúng ta không thể gặp nhau trực tiếp. Hôm nay tôi rất hân hạnh có mặt ở đây chia sẻ với toàn thể quý vị những kiến thức căn bản về căn bệnh tăng huyết áp với mục đích giúp cho toàn thể quý vị sống chung với căn bệnh tăng huyết áp một cách nhẹ nhàng nhất. Như chúng ta đã biết, tăng huyết áp là một bệnh tính phổ biến nhất trên toàn thế giới. Ở Việt Nam, theo điều tra của Viện Tim Mạch Quốc gia, thì tỷ lệ người bệnh tăng huyết áp từ 25 tuổi trở lên là khoảng 25%. Tức là cứ 4 người lớn thì có 1 người bị tăng huyết áp. Đặc biệt trong những năm gần đây thì bệnh tăng huyết áp đang có chiều hướng trẻ hóa. Hầu hết những bệnh nhân tăng huyết áp được phát hiện là do tình cờ khá bệnh hoặc tham gia các chương trình tầm soát. Điều đáng nói là người bệnh tăng huyết áp thường không có biểu hiện triệu chứng gì, thậm chí là không biết mình bị bệnh. Sau đây là những con số rất là đáng báo động. Có đến 51% người tăng huyết áp không biết mình bị mắc bệnh, và có đến 40% bệnh nhân đã được tăng huyết áp nhưng chưa được điều trị. Và có đến 60% người được điều trị bệnh tăng huyết áp nhưng chưa đạt được huyết áp mục tiêu. Ở Việt Nam chúng ta thì sao? Tỷ lệ bệnh tăng huyết áp ngày càng gia tăng, và có đến 77% người dân hiểu sai về bệnh và các yếu tố nguy cơ liên quan đến bệnh. Và đến một nửa người dân bị tăng huyết áp không biết người mình đang bị mắc bệnh. Vì vậy chương trình hôm nay mong muốn là cung cấp kiến thức cơ bản để cho quý vị và người nhà hiểu rõ hơn về căn bệnh này, để giúp sống chung với bệnh một cách an toàn và thoải mái nhất, tránh được những cái biến chứng nguy hiểm của căn bệnh tăng huyết áp. Quý vị có biết rằng sở dĩ tăng huyết áp được mệnh danh là kẻ giết người thầm lặng là vì hầu như tăng huyết áp không có bất kỳ một triệu chứng nào cho đến khi nó trở nên trầm trọng, gây tổn thương tất cả các cơ quan trong cơ thể. Chúng ta sẽ chỉ nhận thấy những triệu chứng này trong trường hợp là có xuất hiện cơn tăng huyết áp, vốn là phải được điều trị và cấp cứu ngay lập tức. Cách hữu hiệu nhất để xác định bệnh tăng huyết áp đó là quý vị nên đi khám và đi đo huyết áp, và hoặc là chúng ta tự đo huyết áp tại nhà. Chúng ta không nên chờ đợi khi xuất hiện các triệu chứng xuất hiện. Làm như vậy có nghĩa là chúng ta đang liều lĩnh đánh cược với mạng sống của chính mình. Các lưu ý về căn bệnh tăng huyết áp. Nhiều người bị tăng huyết áp nhưng không biết mình mắc bệnh. Vì vậy chúng ta cần phải để ý nó và tránh hiểu lầm các triệu chứng với các bệnh lý khác. Ví dụ như nhiều lúc chúng ta đau đầu, chúng ta nghĩ do đau đầu căng thẳng hoặc là do bị viêm xoang, và chúng ta bỏ qua đi cái triệu chứng tăng huyết áp. Và tăng huyết áp là bệnh lý mãn tính, nghĩa là chúng ta không thể chữa khỏi hoàn toàn bệnh này, nhưng rất là may mắn là nó có thể được quản lý hiệu quả thông qua việc thay đổi lối sống, và chúng ta có thể nhiều lúc cần phải sử dụng thuốc. Việc theo dõi huyết áp tại nhà và tìm hiểu những điều liên quan đến căn bệnh này thì giúp chúng ta kiểm soát huyết áp và sống một cách thoải mái, tránh được các biến chứng rất nguy hiểm của căn bệnh tăng huyết áp. Vậy trước hết chúng ta phải biết tăng huyết áp là gì, thưa quý vị. Huyết áp chính là áp lực máu cần thiết để tác động lên thành mạch nhằm đưa máu đi nuôi các mô trong cơ thể. Nhờ co bóp của tim và sức cản của động mạch mà huyết áp được tạo ra. Và huyết áp gồm hai chỉ số. Chỉ số thứ nhất đó là huyết áp tối đa, hay còn gọi là huyết áp tâm thu. Chỉ số thứ hai đó là huyết áp tối thiểu, hay còn gọi là huyết áp tâm trương. Và tăng huyết áp là gì, thưa quý vị? Bệnh tăng huyết áp mà dân gian chúng ta còn hay gọi đó là bệnh tăng xong, là khi mà huyết áp của một người nào đó liên tục duy trì ở mức cao hơn so với bình thường. Tăng huyết áp thì được phân làm hai loại: tăng huyết áp vô căn, hay còn gọi là tăng huyết áp mà không xác định được nguyên nhân. Loại này thì chiếm rất là nhiều và chiếm đến 90% tổng số bệnh nhân tăng huyết áp, và chúng có thể bao gồm do gen, ví dụ như một người bị đột biến gen hoặc bất thường gen di truyền từ cha mẹ, hoặc những thay đổi về thể chất làm tăng khối lượng tuần hoàn gây ra tình trạng tăng huyết áp, hoặc là môi trường sống như thiếu hoạt động thể chất, ăn uống thiếu khoa học gây thừa cân hoặc béo phì làm gia tăng nguy cơ tăng huyết áp. Còn tăng huyết áp thứ phát đó là biểu hiện tăng huyết áp là nó làm triệu chứng của các bệnh khác như bệnh thận, bệnh van tim hoặc là một bệnh lý nội tiết. Các thông số huyết áp. Chỉ số huyết áp là số đo thể hiện áp lực máu lên động mạch khi tim co bóp và tim giãn ra. Cụ thể có hai loại chỉ số huyết áp cần quan tâm, đó là huyết áp tâm thu thể hiện áp lực của máu lên động mạch khi tim đang co bóp để bơm máu ra ngoài, đó là chỉ số huyết áp lớn nhất khi đo,
Và huyết áp tâm trương đó nó thể hiện áp lực máu lên động mạch khi tim giãn ra, và còn thấy được đó là huyết áp thấp nhất khi mà chúng ta đo huyết áp. Vậy huyết áp bao nhiêu thì được gọi là tăng huyết áp? Theo Hội Tim Mạch Châu Âu năm 2018 thì phân ra huyết áp được gọi là tối ưu khi huyết áp từ 120 trên 80 mét thủy ngân. Tiền tăng huyết áp khi mà huyết áp tâm thu 120 đến 139 mét thủy ngân và huyết áp tâm trương từ 80 đến 99 mét thủy ngân. Và được gọi là tăng huyết áp khi huyết áp từ 140 trên 90 mét thủy ngân trở lên. Và điều này cũng được Hiệp hội Tim Mạch Việt Nam chấp nhận, đó là gọi là tăng huyết áp khi huyết áp từ 140 trên 90 mét thủy ngân trở lên. Vậy những ai thì sẽ dễ bị tăng huyết áp thưa quý vị? Vì tăng huyết áp là một căn bệnh không có triệu chứng nên cách xác định hiệu quả nhất là chúng ta đo huyết áp một cách chính xác, chứ chúng ta không có dựa vào một triệu chứng nào đó để suy đoán. Tuy nhiên, có một số đối tượng có nguy cơ tăng huyết áp cao hơn người bình thường, đó là những người già, người có tiền sử gia đình bị tăng huyết áp, người ít hoạt động thể lực, người bị béo phì, người bị nghiện bia rượu, hoặc những người có lối sống, ăn uống, sinh hoạt không lành mạnh. Các biểu hiện của bệnh tăng huyết áp như thế nào? Thì triệu chứng của tăng huyết áp thường diễn biến thầm lặng và ít khi biểu hiện rõ ràng, nhưng những biến chứng của bệnh thì rất là nặng nề. Nhiều người đi khám vì một bệnh khác hoặc khám định kỳ thì mới phát hiện ra tăng huyết áp, trong khi trước đó không hề có bất cứ một triệu chứng nào của tăng huyết áp cả. Một số trường hợp có thể có các triệu chứng của tăng huyết áp thoáng qua như bệnh nhân nhức đầu, ho mắt, chóng mặt, ù tai, mất ngủ nhẹ, và một số bệnh nhân khác có biểu hiện tăng huyết áp dữ dội hơn như đau nhói ở vùng tim, giảm thị lực, thở gấp, da tái xanh, nôn ói, hồi hộp, đánh trống ngực, hoặc là bệnh nhân hốt hoảng. Nguyên nhân của tăng huyết áp cũng chia thành hai nhóm. Tăng huyết áp nguyên phát là chưa rõ nguyên nhân, chiếm đến 90%, và tăng huyết áp thứ phát là chiếm 10% còn lại. Tăng huyết áp thì liên quan đến một số yếu tố nguy cơ như là ăn quá nhiều muối ăn, ví dụ như bệnh nhân ăn quá mặn, đặc biệt là ở người Việt Nam hoặc người châu Á có thói quen ăn mặn, thường mình ăn xong rồi mình phải chấm thêm một cái gì đó thì làm cho cái tỷ lệ tăng huyết áp nó tăng lên. Hoặc là những bệnh nhân uống quá nhiều bia rượu, bệnh nhân hút thuốc lá, bệnh nhân ít vận động thể lực, thừa cân, béo phì, căng thẳng thần kinh hay là sự lão hóa. Tăng huyết áp thứ phát thì có thể do các bệnh lý về thận như là bệnh nhân viêm cầu thận, bệnh nhân suy thận mạn, bệnh nhân bị hẹp động mạch thận, hoặc các bệnh lý của nội tiết như u thủy thượng thận, bệnh nhân cường giáp thì gây tăng huyết áp. Các bệnh lý tim mạch có thể kể như là bị hở van động mạch chủ, bệnh nhân bị hẹp eo động mạch chủ, hoặc bệnh nhân sử dụng thuốc, các thuốc đặc biệt là các thuốc nam như cam thảo, thuốc tránh thai vân vân. Hoặc là các nguyên nhân khác như bệnh nhân bị phụ nữ có thai bị ngộ độc thai nghén thì cũng có gây tăng huyết áp. Các biến chứng của bệnh tăng huyết áp gồm những biến chứng nào? Thì khi huyết áp cao á, đồng nghĩa việc tim của chúng ta phải hoạt động nhiều hơn. Thì tình trạng này kéo dài làm cho tim ngày càng yếu đi và hệ thống mạch máu trong các cơ thể ở các cơ quan sẽ bị tổn thương. Nếu không được quan tâm và chữa trị kịp thời thì tăng huyết áp sẽ dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm chết người. Như ở tim thì sẽ gây tổn thương tim và hệ thống mạch máu, ở thận thì sẽ gây tổn thương thận, bệnh nhân có thể bị đột quỵ, bệnh nhân có thể bị mù lòa, bệnh nhân có thể bị rối loạn chức năng tình dục. Đột quỵ hay còn gọi là bệnh tai biến mạch máu não, thì ở những người bị tăng huyết áp, mạch máu nuôi não dễ bị tắc bởi mảng xơ vữa hay gọi là nhũn não, hoặc bị vỡ thì gọi là xuất huyết não, dẫn đến đột quỵ. Đột quỵ khiến cơ thể mất rất là nhiều chức năng và có nguy cơ tử vong hoặc là tàn phế suốt đời. Tăng huyết áp lâu ngày thì có thể làm xơ cứng các mạch máu, kèm với tình trạng rối loạn chuyển hóa mỡ, tạo thành các mảng xơ vữa và gây hẹp các mạch máu nuôi tim. Khi lòng động mạch máu nuôi tim hay còn gọi là mạch vành bị hẹp thì gây nên biến chứng nhồi máu cơ tim, và bệnh này thì nguy cơ tử vong rất là cao nếu chúng ta không được cấp cứu kịp thời. Tăng huyết áp gây tổn thương những thành động mạch máu, và biến chứng nghiêm trọng nhất xảy ra là thường ở động mạch chủ và gây nên bóc tách phình động mạch chủ, và bệnh này thì tỷ lệ tử vong cũng rất là cao. Tăng huyết áp cũng khiến tim phải co bóp nhiều hơn để bơm máu đi nuôi các cơ thể, và động mạch cũng tổn thương khiến cho tim, cơ tim bị dày và phì đại, và cuối cùng là suy tim. Tăng huyết áp cũng gây tổn thương thận, bởi vì tăng huyết áp làm gia tăng áp lực cầu thận và thận sẽ mất dần chức năng và cuối cùng là suy thận.
Tăng huyết áp cũng làm gia tăng áp lực ở các mạch máu nhỏ ở nhãn cầu, có thể gây xuất huyết, gây chảy máu, từ đó làm giảm thị lực của người bệnh và có thể khiến người bệnh tăng huyết áp có thể bị mù lòa. Tại sao chúng ta phải điều trị tăng huyết áp? Như đã nói ở trên, tăng huyết áp có thể gây những biến chứng rất là nguy hiểm. Mà trên thực tế, việc điều trị tăng huyết áp là điều trị suốt đời vì mục tiêu của chữa trị tăng huyết áp là phòng ngừa biến chứng nguy hiểm của bệnh. Vì vậy, để mang lại hiệu quả thì người bệnh cần phải tuân thủ uống thuốc đều đặn và giữ cho huyết áp luôn ở trạng thái ổn định. Không nên vì thấy huyết áp bình thường mà vô tình hoặc cố ý bỏ quên thuốc không uống. Tại sao chúng ta cần phải điều trị huyết áp đạt được mục tiêu? Huyết áp mục tiêu là huyết áp mà mỗi cá nhân nên hướng tới để có được lợi ích tốt nhất cho sức khỏe. Chỉ số huyết áp 120/80 ml thủy ngân hoặc thấp hơn được xem là huyết áp lý tưởng ở người bình thường. Tuy nhiên, không phải là người bệnh tăng huyết áp nào cũng cần phải đạt được chỉ số này. Bởi vì tùy thuộc vào tuổi và tình trạng bệnh đi kèm mà chỉ số huyết áp mục tiêu có thể khác nhau. Ví dụ như mức huyết áp mục tiêu cần đạt được ở người trên 80 tuổi thì là 100/50/90 ml thủy ngân. Vì ở những người lớn tuổi rất là dễ bị hạ huyết áp tư thế. Ở người từ 30-80 tuổi thì huyết áp mục tiêu ở mức là 140/90 ml thủy ngân. Đối với những người như người bị bệnh đái tháo đường, bệnh thận mạng hoặc người bị bệnh động mạch vành thì huyết áp mục tiêu thấp hơn, đó là 130/80 ml thủy ngân. Vậy làm thế nào để chúng ta đạt được những cái đích huyết áp mục tiêu này? Thưa quý vị, đó là các biện pháp điều trị bệnh tăng huyết áp. Chúng ta có các biện pháp sau gồm: thứ nhất, đó là điều trị không dùng thuốc, hay là chúng ta chỉ cần thay đổi lối sống. Biện pháp tiếp theo đó là dùng thuốc, hoặc là chúng ta có thể có những bệnh nhân cần phải có những can thiệp đặc biệt. Điều trị tăng huyết áp là biện pháp không dùng thuốc, đó là thay đổi lối sống tích cực, đó là điều trị nền tảng và là chỉ định bắt buộc cho tất cả các bệnh nhân trong quá trình điều trị tăng huyết áp. Lợi ích của biện pháp thay đổi lối sống đó là ngăn chặn hoặc làm chậm tiến triển của căn bệnh tăng huyết áp, gia tăng hiệu quả của thuốc hạ huyết áp, giúp ta giảm số lần dùng thuốc, giảm liều lượng thuốc, cải thiện cuộc sống cho bệnh nhân, chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân, giảm nguy cơ của nhồi máu cơ tim, của đột quỵ hay là mắc các bệnh lý về mặt tim, về thận. Các biện pháp đó bao gồm, mình có thể là điều chỉnh chế độ ăn uống, đó là giảm ăn mặn, đó lượng muối tiêu thụ hàng ngày là dưới 6 gram, giảm mỡ, giảm đường và không uống quá nhiều bia rượu, cụ thể là không quá 15ml rượu hoặc là dưới 360ml bia một ngày. Chúng ta cần phải tập thể dục đều đặn hàng ngày, mỗi ngày khoảng 30-45 phút, và chúng ta phải tích cực giảm cân. Chúng ta phải ngưng hút thuốc lá, chúng ta phải là tạo cho mình có một cuộc sống tinh thần thoải mái và có chế độ nghỉ ngơi hợp lý. Dưới đây là một số ví dụ làm cho chúng ta thấy rằng việc thay đổi lối sống hoàn toàn có thể giảm được mức huyết áp. Ví dụ như hoạt động thể lực có thể giảm được 4-90 ml thủy ngân huyết áp tối tâm thu. Một chế độ ăn lành mạnh có thể giảm được 4-14 ml thủy ngân huyết áp tâm thu. Hoặc là giảm mỗi 10kg trọng lượng cơ thể thì có thể giảm được 5-10 ml thủy ngân huyết áp tâm thu. Việc điều trị bệnh tăng huyết áp bằng thuốc thì như thế nào? Như chúng ta đã biết, thuốc là cách điều trị rất là hiệu quả và thuốc hạ huyết áp là nhằm hai mục tiêu. Thứ nhất là hạ được huyết áp đạt đến chỉ số huyết áp mục tiêu. Thứ hai là giảm nguy cơ xảy ra các biến cố tim mạch và tử vong cho bệnh nhân bị mắc bệnh tăng huyết áp. Và sự lựa chọn thuốc điều trị thích hợp là do bác sĩ tư vấn và chỉ định. Chúng ta không nên tự ý dùng thuốc hoặc là theo toa của người quen, vì mỗi thuốc có mỗi cá nhân thì có đáp ứng với mỗi thuốc khác nhau. Và một khi đã đạt được huyết áp mục tiêu thì chúng ta cần phải duy trì nó và tiếp tục uống thuốc đều đặn, lâu dài. Một số loại thuốc hạ huyết áp thường dùng. Hiện nay thì có rất nhiều loại thuốc điều trị tăng huyết áp khác nhau. Việc chọn thuốc nào là phụ thuộc vào tình trạng huyết áp và tình trạng bệnh lý đi kèm. Và chính bác sĩ khám bệnh cho bạn là người sẽ cân nhắc và lựa chọn cho bạn một loại thuốc hạ huyết áp hợp lý nhất. Sau đây là những tác dụng phụ của thuốc điều trị tăng huyết áp. Thuốc điều trị tăng huyết áp thì sẽ giúp bạn kiểm soát huyết áp một cách dễ dàng. Tuy nhiên,
cũng như nhiều loại thuốc đặc trị khác. Thuốc điều trị tăng huyết áp thì luôn tiềm ẩn những tác dụng phụ nếu như chúng ta không có sự tư vấn của bác sĩ. Ví dụ như khi bác sĩ kê cho bạn thuốc hạ huyết áp ở nhóm thuốc lợi tiểu thì người bệnh sẽ đi tiểu nhiều hơn so với mức bình thường và cơ thể sẽ thiếu kali do đào thải theo nước tiểu. Hoặc khi bạn dùng thuốc nhóm thuốc chặn beta để điều trị tăng huyết áp thì có thể có triệu chứng mệt mỏi, mất ngủ, các triệu chứng của bệnh hen suyễn có thể nặng lên. Trường hợp hiếm có thể gây rối loạn cương dương. Các thuốc ức chế men chuyển thì có thể gây ra hiện tượng ho khan kéo dài. Nhiều bệnh nhân không biết lại mua kèm thuốc ho uống cùng nhưng không đỡ. Đến khi một ngày nào đó nói với bác sĩ chỉ cần đơn giản nhất là đổi sang nhóm thuốc khác thì triệu chứng ho sẽ hết. Cũng có thể gây ăn uống không ngon miệng và đặc biệt là nhóm thuốc ức chế men chuyển tác động rất xấu đến với người mang thai hoặc cho con bú. Cho nên nếu bạn bị tăng huyết áp mà có thai hoặc cho con bú thì phải nói cho bác sĩ biết để bác sĩ chọn những nhóm thuốc khác. Nhóm thuốc ức chế canxi thì có thể gây đau đầu, chóng mặt, táo bón, cảm giác hồi hộp, lo âu hoặc là đặc biệt là thường gặp đó là sưng mắt cá chân và bàn chân. Để hạn chế tác dụng phụ của thuốc điều trị tăng huyết áp thì chúng ta nên trao đổi kỹ với bác sĩ trong quá trình dùng thuốc điều trị tăng huyết áp, đặc biệt là khi xuất hiện những cái tác dụng phụ kể trên. Đồng thời chúng ta nên ăn chế độ ăn giàu chất xơ, uống nhiều nước, thường xuyên vận động để tránh táo bón, tránh mất nước và tránh giảm kali. Chúng ta phải nghỉ ngơi đầy đủ và thức dậy đúng cách. Đặc biệt là chúng ta cần phải hỏi ý kiến của bác sĩ về thời gian uống thuốc để tránh các hiện tượng như là đi tiểu liên tục vào ban đêm khiến cho chúng ta mất ngủ. Cách dùng thuốc tăng huyết áp hiệu quả đó là chúng ta phải dùng đúng theo liều, theo chỉ định của bác sĩ. Báo ngay với bác sĩ nếu thấy tác dụng phụ xảy ra. Uống thuốc theo một giờ cố định để chúng ta không bị quên. Chúng ta có thể dùng các loại hộp nhỏ chia sẵn thuốc, người ta có thể bán ở các siêu thị để chúng ta chia sẵn mà chúng ta không quên. Và luôn hỏi ý kiến bác sĩ trước khi bạn quyết định thay đổi một liệu pháp dùng thuốc điều trị. Chuẩn bị sẵn sàng các thuốc điều trị tăng huyết áp mỗi khi đi du lịch, đặc biệt là đi xa. Nhiều lúc chúng ta quên, chúng ta không chuẩn bị đầy đủ, chúng ta bị về không kịp, hoặc chúng ta đến một nơi nào đó mà chúng ta bị mất thuốc, mà ở đó không có những chỗ để bán thuốc, thì chúng ta có thể bị lên cơn tăng huyết áp hoặc huyết áp kiểm soát không tốt, nguy hiểm đến tính mạng. Đặc biệt, cần chú ý đó là đừng có hướng dẫn người khác dùng thuốc giống mình, vì cơ thể mỗi người sẽ có phản ứng khác nhau đối với các thuốc tăng huyết áp. Sau đây là các cách để theo dõi điều trị tăng huyết áp. Thì chúng ta có thể đo huyết áp tại phòng khám. Cái phương pháp này thì rất hay được áp dụng, nhưng mà nhược điểm là trị số huyết áp tại phòng khám thì thường cao hơn trị số thực sự khoảng 20-30 mét thủy ngân. Hiện tượng này còn gọi là hiện tượng áo tròn trắng. Hay chúng ta có thể theo dõi bằng cách đo huyết áp tại nhà. Đây là phương pháp lý tưởng nếu như người bệnh tự đo để kết hợp với huyết áp phòng khám để giúp ta theo dõi một cách tốt nhất. Chúng ta có thể đo huyết áp liên tục 24 giờ. Đây là loại máy hoàn toàn tự động và ban ngày máy có thể mỗi phút, mỗi 30 phút thì sẽ đo một lần và ban đêm thì mỗi 60 phút sẽ đo một lần. Cho đến nay, đo huyết áp liên tục 24 giờ vẫn là biện pháp tốt nhất để đánh giá hiệu quả điều trị so với đo huyết áp tại phòng khám hay huyết áp đo tại nhà. Các loại máy đo huyết áp hiện tại gồm có máy đo huyết áp điện tử thì thường có hai loại. Loại thứ nhất là huyết áp đo cổ tay hoặc là huyết áp đo bằng băng quấn ở bắp tay. Đặc điểm của nó là rất là tiện lợi và dễ sử dụng. Người bệnh có thể tự đo huyết áp tại nhà và bất cứ lúc nào. Và ngoài ra còn có máy đo huyết áp cơ hay là máy đo huyết áp 24 giờ. Thì loại huyết áp này thường chỉ sử dụng ở các cơ sở y tế mà thôi. Việc chọn lựa máy đo huyết áp tại nhà theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ khuyến cáo thì nên sử dụng kiểu đo ở bắp tay. Tại vì máy đo cổ tay và ngón tay thì không được khuyến khích do chúng không mang lại kết quả đọc tin cậy. Chuẩn bị trước khi đo huyết áp tại nhà, chúng ta cần phải làm gì? Thì chúng ta nên tránh ăn uống và chúng ta không hút thuốc lá, không tập thể dục ít nhất là 30 phút trước khi đo. Cần phải ngồi hoặc nằm nghỉ 10 đến 15 phút trước khi đo huyết áp, tránh đo huyết áp khi đang căng thẳng. Và nhớ quấn cái vòng bít của máy đo huyết áp sát với cánh tay của mình. Nên đo ở nơi yên tĩnh,
ở vị trí ngồi vị trí thư giãn và hít thở sâu 5 đến 6 lần trước khi bắt đầu đo. Trong quá trình đo thì không cử động hoặc là nói chuyện và không nên đo huyết áp liên tục trong một thời gian ngắn. Thường là chúng ta nên đợi 5 phút trước khi tiếp tục đo huyết áp. Nên đo huyết áp mỗi ngày vào cùng một thời điểm với cùng một loại máy đo huyết áp nhằm ghi lại các kết quả huyết áp đo đo để hỏi bác sĩ và cho bác sĩ biết về tình trạng huyết áp của mình. Vì kết quả đo một lần không phản ánh tình trạng huyết áp thực của chúng ta. Sau đây là những chú ý để lấy được những chỉ số huyết áp chính xác nhất do Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ khuyến cáo. 30 phút trước khi đo thì chúng ta không hút thuốc lá, không uống cà phê và không hoạt động gắng sức. Thời điểm 5 phút trước khi đo, chúng ta nên ngồi yên. Và trong khi đo thì băng quấn huyết áp phải sử dụng đúng kích thước và quấn đúng vị trí. Giữ cánh tay trên một mặt phẳng, ở vị trí tốt nhất đó là ngang ở mức tim. Ngồi thẳng, tựa hai chân lên một mặt phẳng, chúng ta không được nói chuyện. Sau khi đo, chờ một phút thì chúng ta mới có thể đo lại huyết áp và lấy chỉ số huyết áp trung bình. Có thể xem xét mình phải đo lại huyết áp lần thứ 3 và ghi lại tất cả các chỉ số sau mỗi lần đo. Và điều đặc biệt nữa là chúng ta nhớ kiểm tra máy đo huyết áp hàng năm. Và điều này các hãng bán máy đo huyết áp thường là kiểm tra miễn phí cho quý vị, cho nên quý vị có thể tra trên trang web hoặc chúng ta có thể liên hệ trực tiếp với nơi bán máy để được hỗ trợ, và thường là kiểm tra miễn phí. Sau đây là quy trình đo huyết áp đúng của Bộ Y tế Việt Nam quy định. Một, đó là nghỉ ngơi yên tĩnh ít nhất 5 đến 10 phút trước khi chúng ta bắt đầu đo huyết áp. Chúng ta không dùng chất kích thích như cà phê, chúng ta hút thuốc lá hay là vận động gắng sức trước đó 2 giờ. Tư thế đo chuẩn đó là ngồi ghế tựa, tay duỗi thẳng trên bàn, nếp khuỷu ngang mức tim. Ngoài ra có thể đo ở tư thế nằm, tư thế đứng. Băng quấn huyết áp phải thích hợp, đúng vị trí và đủ chặt. Đặt máy ở vị trí đảm bảo là máy hoặc móc không của thang đo ngang với mức tim. Các thiết bị đo thì cần phải được kiểm chuẩn định kỳ. Chúng ta không được nói chuyện khi đang đo huyết áp và nên đo huyết áp ít nhất 2 lần và mỗi lần cách nhau ít nhất là 1 đến 2 phút. Chúng ta phải ghi lại số đo theo đơn vị là mmHg thủy ngân dưới dạng huyết áp tâm thu trên huyết áp tâm trương. Ví dụ như chúng ta ghi là 126 trên 82 mmHg thủy ngân. Sau đây, xin chia sẻ cách sơ cứu một bệnh nhân có cơn tăng huyết áp đột ngột. Cơn tăng huyết áp đó là hiện tượng tăng huyết áp cách đột ngột gây nguy hiểm đến tính mạng. Cơn tăng huyết áp xuất hiện là khi huyết áp tâm thu lớn hơn hoặc bằng 180 mmHg thủy ngân hoặc huyết áp tâm trương lớn hơn 120 mmHg thủy ngân có hoặc không kèm theo tổn thương của các cơ quan đích trong cơ thể, ví dụ tim, thận, mắt, não, vân vân. Và người bị cơn tăng huyết áp thì cần được đưa đến bệnh viện cấp cứu để chữa trị kịp thời, ngay lập tức. Những dấu hiệu mà mình có thể nhận biết khi người thân mắc cao huyết áp đột ngột đó là người cao huyết áp có một số biểu hiện như toàn thân nóng bừng, tim đập nhanh, tay chân run rẩy và có cảm giác hồi hộp. Người bị bệnh tăng huyết áp có chảy máu cam, tại vì khi tăng huyết áp đột ngột thì các mạch máu sẽ chịu một áp lực rất là lớn và mạch máu ở khu vực niêm mạc mũi có nguy cơ vỡ ra khiến cho chảy máu cam và điều này chảy máu rất khó cầm. Bệnh nhân có thể cảm giác đau đầu, choáng váng, buồn nôn, say sẩm mặt mày. Khi huyết áp lên cao thì mạch máu não chịu nhiều áp lực cho nên thần kinh khu trú bị ảnh hưởng khiến cho người bệnh cảm giác khó chịu và khó khăn trong khi đi lại. Người bệnh có thể cảm giác nóng bừng mặt, giác mạc mắt có thể bị đỏ hơn do các mạch máu nhỏ trong não, trong mắt bị giãn ra. Người bệnh có thể cảm giác tức ngực, hồi hộp, tim đập nhanh. Người bị cơn tăng huyết áp thì cần được đưa đến bệnh viện để cấp cứu kịp thời. Tuy nhiên, trong lúc mà đợi xe cấp cứu thì chúng ta có thể tiến hành những cái bước đơn giản sau để mà sơ cứu bệnh nhân nhằm bệnh nhân được cấp cứu tốt nhất. Đó là cho bệnh nhân nằm nghỉ ngơi ở nơi thoáng khí, không để người bệnh đi lại để tránh bị choáng hoặc là bị ngất. Nếu người bệnh cảm thấy khó thở thì chúng ta có thể để họ ngồi dậy và kê một cái gối ở sau lưng. Chúng ta có thể hô hấp nhân tạo cho người bệnh nếu như người bệnh không thở được. Nếu người bệnh nôn thì chúng ta nên cho bệnh nhân nằm nghiêng
để tránh hiện tượng tắc nghẽn đường hô hấp. Không nên cho người bệnh ăn những ăn nếu như bệnh nhân có dấu hiệu bị đột quỵ, tức là bị liệt hay bị yếu một bên. Không để cho người bệnh uống cà phê hay nước uống có cồn, điều này rất là nguy hiểm. Và điều đặc biệt là nên nhớ mang theo tất cả các thuốc để khi đến bệnh viện mình trình ra cho bác sĩ để bác sĩ kiểm tra và xử lý một cách kịp thời nhất. Kính thưa quý vị, trên đây là những kiến thức căn bản nhất về căn bệnh tăng huyết áp mà tôi muốn chia sẻ với tất cả quý vị. Tôi hy vọng rằng với những kiến thức căn bản trên sẽ giúp ích cho quý vị, chính những người bệnh tăng huyết áp và những người xung quanh có thể sống chung với căn bệnh tăng huyết áp một cách thoải mái nhất. Xin cảm ơn và xin kính chào tất cả quý vị.